99 triệu. Đấy. Chào bác Bình XN này, Spark 25 cũng có anh ơi, hiện tại Spark đang có đời thơ, đời sâu anh ạ. Đời 2010. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh mua bán của em Lê Hương Ô Tô Hải Dương nhé. Ngày hôm nay thì em Hương về thêm rất là nhiều mẫu xe mới ạ. Về thêm Innova 2016, xe gia đình số sàn form mới đời cao này. Về thêm rất là nhiều như Hyundai i10 này, về thêm Morning này, Vios này, em về thêm cả Vios các bác nhé. Rất là nhiều mẫu xe ạ. Bác nào đang quan tâm và cần tìm cho mình một mẫu xe gia đình hoặc có thể chạy dịch vụ thì kết nối trực tiếp cho em Lê Hương qua số hotline 0354602790. Em Lê Hương hỗ trợ và tư vấn nhé. Chào anh Giai nhà xe Phạm Lợi này, lâu rồi không thấy gặp anh Giai này. I10 em về thêm 2014, 2015, 2016 này, chào bác Hương Xuân nhé. Các bác nhà mình tham gia livestream thì ủng hộ em Hương bằng những lượt like, những lượt chia sẻ mới ạ. Và đừng quên những lượt đăng ký kênh vì em về rất là nhiều những mẫu xe mới liên tục ạ. Ngày hôm nay thì em Hương còn cập bến thêm một chiếc xe Hyundai Accent. Hyundai Accent số tự động bản nhập khẩu màu đỏ đẹp đời 2011, giá đang chào bán là 345 triệu. Chào bác Xuân Cường nhé, đêm ngày hôm qua thì em về thêm một chiếc xe Hyundai Accent này. Về thêm Toyota Vios 2016 số sàn màu đen này. Về thêm i10, 2013, 2014, 2015 ạ. Anh chào anh Hương em. Em chào anh nhé, cảm ơn anh đã tham gia cùng buổi báo giá của em ạ. Các bác nhà mình ơi, đẩy view, đẩy like cũng như là cho em Hương xin những lượt chia sẻ mới này. Em sẽ ghim số điện thoại ở đây ạ. 035 460-2790 là số hotline của em các bác nhé. I10 2 đầu em có, bác Long Kiều ơi giữ máy nào. 0354602790. Đây em sẽ ghim trực tiếp số hotline của em ở đây ạ. I10 2 đầu màu trắng đẹp 2016 em mới về thêm, bản đủ sedan 2 đầu, giá chào bán là 296 triệu. Về thêm I10 2018 này. Về thêm cả I10 một đầu nhé. Em chào anh Giai Cú Đêm, chào anh Giai Hà Tùng. Các bác nhà mình ơi vào tham gia livestream thì cho em Hương xin những lượt like, những lượt chia sẻ nhé. Cái nón không bao giờ lạc được. Cái nón này dù có quên ở đâu vẫn gửi về tận xe room anh ạ. Đi uống cà phê để trên ô tô mà quên, bỏ ra quên mà vẫn về tận xe room luôn. Vẫn có người gửi về tận xe room. Cả cái Hải Dương này chỉ có một mình em đội nón bán ô tô thôi. Nên là các bác chỉ cần nhìn thấy ai đội nón bán ô tô chắc chắn là em Hương rồi. Các bác nhà mình ơi tham gia livestream đẩy view đẩy like mạnh mẽ lên giúp em nhé. Rất là nhiều mẫu xe ạ. Em có Innova form mới 2016 này mới về. Accent số tự động 2011 bản nhập cũng mới về nhé. Chào anh Giai Đấu nào. Các bác nhà mình ơi vào tham gia livestream đừng quên những lượt like, những lượt tim và những lượt chia sẻ mới cho em Lê Hương ạ. Thời tiết Hải Dương hôm nay thì dễ chịu hơn rất là nhiều. Bảo rằng là đón không khí lạnh mà vẫn phải mặc áo quạt đây các bác này, vẫn nóng lắm ạ. Dâm mát hơn được một chút thôi. I10 sedan 2 đầu, I10 một đầu em có đầy đủ nhé. 30 khách hàng thân yêu đang vào tham gia livestream, mỗi bác chỉ cần cho em xin một lượt like thôi, một lượt chia sẻ thôi, lên các trang cá nhân và hội nhóm thôi là em đã cảm ơn các bác của mình rất là nhiều rồi. Em Hương xin phép được quay sang cam sau nhé. Quay sang cam sau để đi báo giá, buổi báo giá trực tiếp ngày hôm nay. Về thêm Innova 2016 form mới này, Innova đời sâu hơn một chút cũng có này. Dòng xe 7 chỗ ngồi về thêm Captiva tự động này, về thêm Orlando tự động này. Những dòng xe phân khúc cỡ C, phân khúc hạng đua thì em có về thêm Cruise nhá. Hôm nay em về thêm cả Chevrolet Cruise với lớp sơn màu xanh. Một dòng xe độ này. Chào ông Ngọc Quốc Huy nào. Các bác nhà mình ơi tham gia livestream đẩy view giúp em nào. Cruise mang biển kiểm soát 79 này. Cruise số sàn phân khúc cỡ C cực kỳ đẹp nhá. Mùa đông năm nay nóng thế, mùa đông năm nay vẫn mặc áo điều hòa để quạt vù vù đây anh ơi. Đẩy view mạnh mẽ lên xem nào các bác ơi. Chevrolet Cruise số sàn đời 2011, động cơ trang bị 1.6 này. Và em đang bán chiếc xe Cruise này với giá là 265 triệu. Nhưng điều đặc biệt là em này được bác chủ cũ độ lên rất là nhiều đồ chơi nhá. Độ lên rất là nhiều đồ chơi này. Biển 79 nhá, biển 79 ạ. Có Accent 211 màu đỏ không shop em có anh Giai Xuân Cường nghe em mới về đêm ngày hôm qua. Accent màu đỏ 2011 số tự động bản nhập nhá. Nhưng hôm nay thợ nhà em lại đi công vụ rồi. Em có video rồi, một chút nữa em sẽ up video lên. Accent nhập cực kỳ đẹp luôn. Xe gia đình xịn sò để lại cho em Hương ạ. Còn đây thì em mới về thêm một chiếc xe Cruise. Cruise 2011 máy 1.6 này. Em này là form độ rồi nên cánh gió thể thao nhìn rất là chất luôn. 265 triệu cho bác nào thích dòng xe độ nhé. 265 triệu ạ. Chúc shop buổi live thành công. Ok cảm ơn anh. Chào bác Nguyễn Phong, chào bác Phạm Hữu Quân nào.
Các bác nhà mình ơi, buổi live thành công hay không là vào nhờ hết vào sự các bác nhà mình. Anh Đỗ Kiều Hưng, anh Hà Vi Thanh ơi, giúp em bằng những lượt like, những lượt tim, những lượt chia sẻ mới nhé. Chevrolet Cruze 2016 à 11 em đang bán là 265 triệu bao hồ sơ. Và ngày hôm nay em còn về thêm cả Hyundai à một chiếc xe gì nhỉ? Một chiếc xe Innova. Innova đời 2016 form mới đây. Em đang bán với giá là 495 triệu bản 2.0 form mới của Innova nhé. Em này thì lên đầy đủ vô lăng, tích hợp phím bấm nghe gọi khẩu lệnh rồi, biển thủ đô Hà Nội form mới đây ạ. Sờ Bắc siêu nhân số tự động cũng vừa mới về thêm này. Sờ Bắc siêu nhân biển 20, nước sơn màu bạc, đăng ký 2 chỗ ngồi, số tự động nhé. Có Sờ Bắc siêu nhân này. Máy số thì cực kỳ là ngon luôn. 165 triệu cho chiếc xe Sờ Bắc siêu nhân. Số tự động này, nội ngoại thất đều đẹp. Đồng hồ của Sờ Bắc siêu nhân khác hoàn toàn so với những dòng xe khác này. Lên trần da 6D, ghế da cao cấp, thông hơi thoáng khí này. Và chiếc xe này phù hợp nhất với những bác nào đi gia đình thì kết là thì đi được hai vợ chồng và con nhỏ thôi. Còn sẽ là phù hợp hơn khi mà các bác nhà mình chở đồ, chở hàng nha. Các bác nhìn khoang hành lý này. Khoang hành lý này rộng như là một chiếc giường luôn. Sờ Bắc siêu nhân 165 triệu số tự động. Đời 2013 các bác nhé. Các bác nhìn khoang cốp này. Quá là rộng rãi luôn. Làm gì có chiếc xe nào mà nó lại rộng rãi cái phần khoang cốp như thế này. Các bác có làm thợ lắp đặt điều hòa này, chở đồ này, rất là hợp lý luôn nhé. 165 triệu em còn bớt vào bao hồ sơ nếu bác nào cần rút hồ sơ nhé. Có Chevrolet Spark form dáng số tự động siêu nhân đây. Khoang hành lý thì cực kỳ rộng, vừa mới về thêm ạ. Chào anh Giai Phạm Hữu Quân này. Các bác nhà mình ơi, tham gia livestream giúp em nào. Nhiều mẫu xe lắm ạ. À, ở đây thì em còn về thêm một chiếc xe Lacetti CDX nhé, biển 17 Thái Bình này. CDX một trong những dòng xe phân khúc cỡ C, số tự động đẹp lên nhiều option. Và em đang chào bán chiếc Lacetti CDX này với giá là 255 triệu, biển 17 cho đời 2010 nhé. 255 triệu số tự động đẹp, lên cam hành trình đầy đủ này, phanh ABS này, na răng 5 chấu thể thao. Lên màn hình Android cảm ứng rồi, nội ngoại thất đều đẹp. Em này vừa mới về nên là chìa khóa để trong nhà rồi, không xem vào nội thất nhé. Chiều nay sẽ lên video chính thức cho các bác nhà mình xem về chiếc xe Lacetti CDX bản nhập này. Đề lỗ thông minh, màn hình Android cảm ứng, cam lùi, cam hành trình có đầy đủ cho em ạ. Cảm biến va chạm phía sau là 4 mắt cảm biến này. Nhập hàn nguyên chiếc Lacetti CDX số tự động nước sơn màu đen đẹp ạ. La răng 5 chấu thể thao có CDX cho em này. À, và tiếp theo bên đây thì em còn có thêm một chiếc xe dòng xe Mẹc nhé. Mẹc E300. Bác nào đang quan tâm và cần tìm cho mình một mẫu xe Mẹc thì em có Mẹc E300 này. Chú ơi, chú Cường ơi, con đấy cả số rồi chú ạ. Con này cả số rồi. Mẹc E300 số tự động đời 2009 này. Biển thủ đô Hà Nội này, em này mới về thêm đây. Mẹc E300 em đang bán là 525 triệu. Bác nào quan tâm về dòng xe Mẹc thì có thể ủng hộ em Hưng chiếc xe này nhé. Cực kỳ đẹp luôn. Lên pha bi cầu, giải đèn led này, xi nhan trên gương. Và em này có tất cả là trước và sau 10 mắt cảm biến va chạm. Dòng xe Mẹc E300 đây các bác này. Ghế lái và ghế phụ đều là nhớ hai vị trí cho em. Trần này quá là đẹp luôn ạ. Trần này, cửa sổ trời, toàn cảnh panorama full HD các bác nhé. Bán thiếu trả góp không em Lê Hương ơi? Anh ơi, rất là tiếc khi mà mấy tháng nay thì ngân hàng đang dừng việc làm trả góp rồi anh ơi. Anh Phạm Văn Tùng ơi, hiện tại không làm góp được anh nhá, rất là tiếc ạ. Chắc phải qua Tết thì ngân hàng mới không thiết chặt việc trả góp nữa rồi, nhưng mà giờ đang bị thiết chặt rồi. Chào anh Hưng Phương này, chào bác Nguyễn Liên, chào bác Duân Vũ này. Các bác nhà mình ơi, tham gia livestream đẩy view, đẩy like mạnh mẽ lên cho em nào. Mẹc xe mặc Mẹc E300 số tự động, động cơ là 3.0 máy turbo nhá. Không hề ăn quá là nhiều xăng đâu khi mà em nói là máy turbo này. 525 triệu cho chiếc xe Mẹc E300 đây ạ. Nước sơn màu đen đẹp, cửa sổ trời full HD cho em nhé. Chào bác An Nguyễn này, chào anh Giai Trinh Hà Mê, xe đẹp ok. Các bác nhà mình ơi, đến thành phố Hải Dương là đến thành phố bánh đậu xanh rồi. Nhưng các bác cũng biết rằng Hải Dương thì rất là nhiều ô tô cũ đúng không ạ? Thì các bác đến thành phố Hải Dương ngay chân cầu Lộ Cương đây, ngay cái vòng bùng binh kia có một con ô tô màu vàng, ghi rằng ở đây bán xe ô tô. Mặt đường 62m chân cầu Lộ Cương thì các bác vào đây nhé, ủng hộ em Lê Hương. Em có rất là nhiều xe ô tô phục vụ bà con nhà mình. Rất là nhiều xe ô tô luôn ạ. Giá trên 100 đầu xe và giá chỉ từ 98 triệu.
60 triệu cũng có ô tô nhá. Chào em Giai Hoàng Hải này, chào bác Ga Sáng này, chào bác Phạm Đô này. Hoàng Hải ơi, chia sẻ cho chị Lê Hương nào. Ở đây em mới về thêm một chiếc xe 5 chỗ ngồi gầm cao SUV này, Hyundai Tucson biển 37 Nghệ An với nước sơn màu đen đẹp. Em đang chào bán với giá là 439 triệu Hyundai Tucson số tự động 2 cầu máy xăng biển 37 Nghệ An. Xin nhan trên gương lên pha lên đèn halogen nhé. 5 chỗ ngồi gầm cao Tucson 2010, đăng ký lăn bánh lần đầu là 2011 này. Ghế da zin, cửa sổ trời Baroma, số tự động này, ghế lái chỉnh điện, điều hòa cũng là tự động luôn. Và em đang bán là 439 triệu bao hồ sơ. Và còn bớt thêm cho các bác nhà mình, các bác nhìn táp ly này, 2010 với 12 năm sử dụng này, 11 năm sử dụng thôi vì đăng ký 2011 đến năm 2011 mới lăn bánh này. Táp ly, keo chỉ, kính giếc còn nguyên zin hết cho em. Xe bao không lỗ cho các bác nhà mình, bao không đâm xô và không ngập nước. Em đang bán là 439 triệu cho chiếc xe 5 chỗ ngồi gầm cao Eco Sport ạ. Chào anh Nguyễn Quang Cao này, chào anh Khổng Quốc Bảo, chào bác Quốc Lê. Các bác nhà mình ơi, tham gia livestream chia sẻ giúp em nào. Kết nối trực tiếp qua Zalo cho em qua số hotline 0354602790. Em Lê Hương hỗ trợ và tư vấn ạ. Chào anh Giai Trần Lạc. Bên cạnh chiếc xe 5 chỗ ngồi gầm cao Tucson thì em còn có thêm dòng xe phân khúc cỡ C đây, đầm chắc như là Camry luôn, biển 73 Quảng Bình. Đi 600 km từ Quảng Bình ra đến Hải Dương đây. Một chiếc xe Chevrolet Cruze số sàn đời 2014, động cơ trang bị 1.6 nhé. 73 Quảng Bình đây, đèn halogen siêu sáng này, đời 2014 cho đời cho Chevrolet Cruze em đang bán là 279 triệu. 2014 cũng là đèn pha tự động, điều hòa tự động rồi. Một dàn lốp Michelin, combo cam lùi, cam hành trình, màn hình Android cảm ứng có đầy đủ cho em ạ. Có cho em một chiếc xe Chevrolet Cruze 2014 này. Bên cạnh 2014 thì em còn có cả form mới đây. Form mới của 2016 với nước sơn màu vàng gold, biển thủ đô Hà Nội này. Form mới máy zin số sàn Chevrolet Cruze 2016 biển thủ đô Hà Nội nhé. Bao tiết hãng toàn quốc này, máy số zin đẹp này, đèn pha tự động này, gạt mưa tự động, điều hòa cũng tự động luôn. Xin nhan trên gương. Và em đang bán là 335 triệu ngày hôm nay nhé. Ngày hôm nay bác nào chốt chiếc xe này trên livestream này, bao tiết hãng toàn quốc này, bớt luôn 15 triệu đồng cộng bao hồ sơ. Bớt luôn 15 triệu đồng cộng bao hồ sơ cho các bác nhà mình. 335 triệu chỉ còn 320 triệu em Hương vẫn bao hồ sơ. Bao tiết hãng toàn quốc luôn, máy số zin, form mới nhé. Máy số zin và em này là form mới rồi. Số sàn 1.6, combo đầy đủ cam lùi, cam hành trình, màn hình Android, số sàn đẹp, nội ngoại thất đều đẹp, điều hòa auto, gạt mưa tự động, đèn pha cũng tự động luôn này. Nước sơn màu vàng gold không hề bị già một chút nào mà cực kỳ sang. Máy số zin đét luôn các bác nhé, máy số zin đét luôn ạ. Rất là nhiều mẫu xe các bác nhé. Cờ đuôi số sàn 1.6 2016 đây. Giá chào bán là 335 triệu, bớt luôn 15 triệu đồng. Các bà bác nào bên kênh YouTube này, bên kênh Facebook này, chụp lại màn hình nhé, kết nối qua Zalo cho em. Em sẽ để giá như trên livestream. Chỉ trên livestream em mới cái bán cái giá này thôi ạ. Bác nào quan tâm thì ủng hộ em Hương bằng cách chia sẻ này, thả tim này, cũng như là ấn nút thích trang các bác nhé. Đây, 320 triệu bao hồ sơ, biển thủ đô Hà Nội, zin nét toàn xe đây ạ. Có Chevrolet Cruze. À, em chào anh Thanh Bát Tràng, chào anh Lý Thành Phát này, chào anh Sáu Lê. Các bác nhà mình ơi, đẩy view, đẩy like mạnh mẽ lên giúp em nhé. Hôm nay em về thêm rất là nhiều mẫu xe mới này. À, em còn có i10 này, i10 biển 89 Hưng Yên với nước sơn màu bạc, xe gia đình. Em i10 2014 bản đủ này lên khá là nhiều đồ chơi nhé. Cam lùi, cam hành trình, màn hình giải trí, đề lỗ thông minh. À, có 4 mắt cảm biến va chạm phía sau. Và em này còn được bác chủ cũ lên một bộ đèn pha bi cầu này, lên cả đèn pha bi cầu rồi các bác nhé. Bản đủ 2014 1.0 em đang bán là 238 triệu. Xe đăng ký 5 chỗ ngồi, 238 triệu xe đăng ký 5 chỗ ngồi, xe gia đình chuẩn luôn nhé. Không khoan đục, táp ni táp lô đẹp, cảm biến va chạm, phanh ABS, túi khí an toàn. Em chào anh Lưu Văn ạ. Anh Lưu Văn ơi, chia sẻ nhiệt tình cho em nào, lên các trang cá nhân và hội nhóm giúp em nào. Xe này còn được lên cả pha bi cầu rồi, xin nhan trên gương đẹp.
Một chiếc xe Hyundai i10 2014 bản nhập Ấn Độ, số sàn bản đủ 1.0, giá chào bán 238 triệu bao hồ sơ. Và em còn bớt thêm cho các bác nhà mình. Chào bác Nguyễn Phượng ạ, đẩy view lên cho em nào bác Nguyễn Phượng ơi, chia sẻ cho em gái Lê Hương nào. Rất là nhiều mẫu xe nhé. Với những dòng xe tầm tiền như trên 200 có nhiều rồi. Hôm nay em sẽ lên cho các bác nhà mình một chiếc xe với tầm tiền trên 100 thôi. Một chiếc xe Kia Morning đăng ký 5 chỗ ngồi, số sàn đời 2011. Đời 2011 máy 1.0. Kia Morning em đang chào bán với giá là 130 triệu cho chiếc xe số sàn nhé. Morning 130 triệu đăng ký 5 chỗ ngồi thì có những gì? Máy số ngon ạ. Đi đến tận nơi mua xe giảm cho được bao nhiêu tiền vậy? Anh Liên ơi, tùy vào mẫu xe nhé. Khách trên live stream mà khách đến tận nơi mua xe hay khách mua ở đâu em cũng đều giảm hết cỡ cho anh luôn. Bao hồ sơ. Đến tận nơi mua xe bớt 10 triệu đồng. Bao hồ sơ. Cây xăng nhà em đây, phun cho các bác một bình xăng bình dầu đi về, vẫn có lộc lá mang về luôn. Ok chưa ạ? Đến mua xe của em Lê Hương lúc nào cũng được nhiều yêu đãi này. Quan trọng là anh ưng mẫu xe nào, chốt chiếc mẫu xe nào thôi. Làm việc với em thì nhất gia đình gọn. Sáng nay em mới đăng lên chiếc xe CDX bản đặc biệt đời 2010. Thì ngay ngày sáng ngày hôm nay nhá, anh Giai ở bên Bắc Giang đã phun tiền rồi. Đã phun tiền rồi anh nhá. Sáng nay mới đăng CDX biển 98 Bắc Giang thì hôm nay cũng đã phun tiền rồi. Chỉ sau có 2 tiếng thôi ạ. Chào anh Dương Minh Nguyễn Hải này, chào anh Minh Thuận này đấy. Lên em làm việc nhanh lắm ạ. 2 tiếng đăng ảnh lên thôi là anh ở bên Bắc Giang đã xuống mua xe thành công rồi. Rất là nhanh gọn luôn, làm việc với em phong cách nhanh gọn ạ. Giá cả thì em cũng làm sao cân đối hết sức có thể cho các bác nhà mình. Có i10 2017 trắng không em? Em có anh Gia Minh Thuận ơi, giữ máy giúp em nào. Có i10 bản sedan luôn, bản đủ sedan luôn nhé. Giữ máy giúp em. Em sẽ quay lốt mấy chiếc xe này nữa này. Ở đây em còn có bán tải này. Bình thường bán tải các bác phải bỏ ra 400-500 triệu mới mua được bán tải. Thì ngày hôm nay bán tải Ford Ranger chỉ với giá 265 triệu thôi. 265 triệu bán tải Ford Ranger như một chiếc xe bỏ tiền ra tầm như mua i10 với Morning mà mua được cả bán tải nhé. Ford Ranger số sàn em đang bán là 265 triệu, hai cầu máy dầu số sàn. Máy dầu số sàn thì các bác có thể đi mọi địa hình luôn nhé, có bán tải Ford Ranger. Và i10 màu trắng sedan hai đầu đây, em sẽ bỏ qua mấy chiếc xe này để quay i10 màu trắng hai đầu nhé. Biển 37 Nghệ An, nước sơn màu trắng đẹp. Zin đét toàn xe. Hatchback à? Hatchback i10 màu trắng thì 2017 thì không còn đấy nhá. Em chỉ còn có Morning tự động màu trắng thôi. Hoặc là cờ đuôi màu trắng thôi, chứ còn là i10 màu trắng thì không còn. i10 màu trắng chỉ còn đấy thôi anh ơi. i10 màu trắng chỉ còn hai đầu thôi. Còn một đầu thì có bạc này. Có bạc nhá, có một bạc thôi ạ. Quay Morning 2019 em ơi, chị gái xin Vũ ơi, Morning 2019 chiều trưa một ngày hôm qua mới về. Thì em đang cho đi rửa dọn nội thất nhá. Nhà bác chủ có con nhỏ nên là nội thất hơi bẩn một chút nên em đang cho đi rửa dọn nội thất nhá. Chiều nay là có ảnh chi tiết và video chi tiết em sẽ gửi cho chị gái nhá. Các bác nhà mình ơi, tham gia livestream đẩy view giúp em nào. Anh Minh Thuận ơi, để lại số điện thoại cho em nào. i10 là một trong những dòng xe quốc dân nên là em về luôn tục. Mà hơn nữa đang khai mạc World Cup như thế này thì xe vô vàn biên cương luôn, về rất là nhiều. Ngày hôm nay nhà em 8 thợ, ngày hôm nay là đi khắp từ tối qua đến giờ rồi, bắt thêm được bao nhiêu siêu phẩm rồi. Cứ khai mạc World Cup thôi là xe nhiều lắm ạ, toàn xe đẹp, giá đẹp luôn. Em chào anh Phong Duy Huy Doãn này, chào bác Linh Ngô, chào bác Nguyễn Mạnh Hùng này. Ở đây em còn có Hyundai Accent nhé. Hyundai Accent đêm ngày hôm qua về thêm số tự động màu đỏ ạ. Và luôn luôn sẵn sàng một hàng là một chiếc xe Accent màu lâu. Accent số tự động với nước sơn màu lâu đẹp đời 2011. Và em đang bán với giá là 345 triệu ạ. 345 triệu cho chiếc xe Accent đây. Các bác nhà mình quan tâm để lại số thoại em tư vấn nhé. CDX này là của khách này. Còn CDX này mới là của nhà em đây. Na Setti CDX anh Ngô này. Anh Linh Ngô nhá, anh Ngô Linh ơi đây, CDX đây. La Setti CDX số tự động đẹp đây. Đây, xe này mới là xe nhà em vừa mới về đây. Biển 17 Thái Bình. Em đang bán với giá là 255 triệu cho đời 2010. Số tự động đẹp, nhập hàn nguyên chiếc, động cơ trang bị 1.6 ạ. Và em này lên đầy đủ combo cam lùi, cam hành trình, màn hình Android cỡ lớn này. Nước sơn màu đen quốc dân, đèn halogen có đèn gầm. Một dàn lốp mít dày phanh ABS.
nội ngoại thất đều đẹp, đề lỗ thông minh khởi hành này, sấy sợi ghế này, số tự động này, nội thất hai màu. Nhưng mà vừa mới về thợ là chốt cửa rồi, không cầm chìa khóa ra. Anh Linh Ngô để lại số điện thoại nhá, anh Linh Ngô để lại số điện thoại em tư vấn cho anh. Về CDX, CDX em đang có rất là nhiều luôn. CDX đang có rất là nhiều luôn ạ. Và đêm nay còn về thêm nhiều mẫu xe mới ạ. Bác nào quan tâm thì cứ để lại số điện thoại cho em ạ. À, bên đây thì em còn có thêm một chiếc xe Kia Morning đây, phù hợp với hai vợ chồng trẻ với tài chính chỉ trên 100 triệu thôi. Anh trai mất niềm tin ơi, chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Chào anh trai Trương Nguyễn, lâu lắm không gặp anh trai Trương Nguyễn rồi, từ trưa ngày hôm qua. Vào thả tim chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào anh trai Trương Nguyễn ơi. Kia Morning xe công vụ của em Hương đây. Số tự động, xe đăng ký 5 chỗ ngồi, động cơ trang bị 1.0 bản nhập nhá. Morning bản nhập giá chỉ bằng một con SH thôi. Em đang chờ bán chiếc xe Kia Morning này với giá là 155 triệu, số tự động, xe đăng ký 5 chỗ ngồi. Đăng ký 5 chỗ ngồi, xe gia đình xịn đây. Bác nào quan tâm và cần tìm một mẫu xe gia đình thì có thể quan tâm cho em mẫu xe này nhá, cực kỳ đẹp luôn. Số tự động đẹp, có đề lỗ thông minh, màn hình bé bé, vẫn nghe nhạc giải trí bình thường. Kết nối Bluetooth, kết nối Wi-Fi cũng như là cắm USB nghe nhạc bình thường cho em ạ. Và chiếc xe Kia Morning này em đang bán là 155 triệu. Ngày hôm nay để cho bác nào quan tâm với giá là 150 triệu các bác nhé. 150 triệu có Kia Morning. Số tự động đẹp, lên đề lỗ khởi hành đầy đủ cho em rồi. Kia Morning đây ạ. Chào bác Thái Ngô, chào bác Vũ Nguyên này. Bên đây em còn có Hyundai Getz nhá, dòng xe nhập khẩu, giá cũng chỉ có 150 triệu thôi. Các bác nhà mình thích xe số sàn thì đi xe Getz cho em, mà thích tự động thì đi cho em Morning nhá, vừa nhàn này, trong đô thị cũng nhàn. À, một chiếc là 1.1, một chiếc là 1.0, mức tiêu hao nhiên liệu chỉ như nhau thôi, 5 lít thôi, chỉ 5 lít trong 100 km thôi. À, một chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc đến từ Hàn Quốc, Hyundai Getz số sàn đời 2009 này. Và em đang chào bán với giá là 150 triệu. 150 triệu cho chiếc xe Hyundai Getz số sàn đời 2009 đây ạ. Động cơ trang bị là 1.1 các bác nhé. Bác nào đang quan tâm về xe Hyundai Getz thì để lại số điện thoại cho em ạ. Em tư vấn và hỗ trợ thêm cho các bác nhà mình. Có xe Hyundai Getz đây. Các bác ơi đẩy view đẩy nai mạnh mẽ lên cho em nhé. Rất là nhiều mẫu xe này. Chào anh Chế Phúc Phúc này. Chào bác Hùng Thượng này. Chào anh Giai Sưởng May Lộc Loan nhé. Các bác ơi tham gia livestream đẩy view giúp em nào. Đây, Innova form mới đây ạ. Lùi lại mới ra được. Em xin phép đi vào bên trong nhé. Bên trong còn rất là nhiều xe ạ. Anh Sưởng May Mộc Lộc Loan ơi, thả tim cho em nào. Hôm nay em gái ăn gì mà khỏe thế ngày nào cho vậy hả anh ơi. Hôm nay còn rất là buồn khi mà các bác lại không vào ủng hộ em gái Lê Hương rồi. Nhiều mẫu xe đẹp như này, xe Lato mới về, số tự động cũng chỉ hơn 200 thôi. Rất là nhiều mẫu xe luôn ạ. Bên đây em còn có thêm 5 chỗ ngồi, à 7 chỗ ngồi gầm cao số tự động đây. Một chiếc xe số tự động Chevrolet Orlando, biển thủ đô Hà Nội, nước sơn màu vàng cát. Orlando đời 2013 em đang bán với giá là 345 triệu. Ba 345 triệu cho chiếc xe Orlando đời 2013, số tự động máy 1.8 này. Xe đăng ký 7 chỗ ngồi nhá. Đầu đài zin này, số tự động đẹp, ghế da zin, xe đăng ký 7 chỗ ngồi đây. Rộng rãi thoải mái luôn và giá là 345 triệu. Máy số thì đại chất luôn. Bao cam kết cho các bác nhà mình là không đâm xô và không ngập nước. Bao hồ sơ cho các bác nhà mình. Và đằng trước chiếc xe 7 chỗ ngồi là một chiếc xe nữa, cũng là 5 chỗ ngồi gầm cao, nhưng mà form dáng rất là dài luôn. Một chiếc xe Toyota Venza. Toyota Venza đời 2009, số tự động, dòng xe chủ tịch nhé. Dòng xe dành riêng cho chủ tịch đây. 5 chỗ ngồi gầm cao mà form dáng dài rộng thoải mái này. Điều hòa hai vùng độc lập này, số tự động đẹp, ghế có thể gập xuống bình thường như này ạ. Sao ấy? Hàng ghế có thể gập xuống như này các bác nhé. Số tự động đẹp em đang bán với giá là 555 triệu. Túi khí an toàn quanh xe luôn. Trần lỉ zin, ghế da zin cao cấp, táp ly táp lô các bác nhìn này. Chuẩn xe chủ tịch luôn. Em đang bán với giá là 555 triệu số tự động cho chiếc xe Toyota Venza. Chào bác Linh Lê, chào bác Sinh Nguyễn, chào bác Mạnh Bù, chào bác Hoài Trương nào. Các bác ơi tham gia livestream đẩy view đẩy like mạnh mẽ lên giúp em nào.
Bên đây thì em còn có cả Kia Morning màu trắng nhá. Kia Morning màu trắng số tự động đẹp đời 2010. Đăng ký lăn bánh lần đầu là 2011 đây, biển thủ đô Hà Nội với nước sơn màu trắng đẹp. Em đang bán với giá là 195 triệu. 195 triệu có Kia Morning số tự động này, nước sơn màu trắng này, củ số thẳng, bản nhập Hàn nguyên chiếc, sấy sẩy ghế hai vùng. Trần nỉ zin đẹp, ghế da cao cấp luôn, 5 chỗ ngồi gầm cao, số tự động em có Kia Morning này. Bên cạnh Kia Morning là một chiếc xe quốc dân Toyota Vios nhé. Toyota Vios số sàn đời 2012. Rất là hiếm khi em Hưng về Vios đời vừa vừa như này. Em có 2016, 2017 Vios này. Và ngày hôm nay là Vios đời 2012 với động cơ trang bị 1.5. Em đang bán Vios với giá 2012 là 265 triệu, biển 98 Bắc Giang. Nước sơn màu bạc, la răng đa chấu thể thao. Bản e xịn có đầy đủ phanh ABS nhé. Đầy đủ phanh ABS và túi khí an toàn. Và em này còn thêm cả màn hình Android này. Trần nỉ zin, ghế da zin cao cấp. Toyota Vios 2012, 265 triệu bao hồ sơ. Và em còn bớt thêm cho các bác nhà mình cho chiếc xe Toyota Vios đây ạ. Chào bác Bùi Chính này, chào bác Nguyễn Thanh Đức này, chào bác Dệt Phong này. Các bác nhà mình ơi, tham gia livestream đẩy view mạnh mẽ lên giúp em được không ạ? Rất là nhiều mẫu xe luôn nhá. Và bên đây em còn có thêm một chiếc xe 5 chỗ ngồi gầm cao EcoSport. EcoSport số tự động đời 2017, máy 1.5, bản Titanium. Em đang bán với giá là 458 triệu cho đời 2017 nhá. 2017 đời cao, gốc Sài Gòn. Bác nào có về thủ đô Hà Nội bấm biển ok, mất đỡ mất cho mình 20 triệu tiền biển này. Vào Sài Gòn cũng lại ok luôn. EcoSport 2017, 458 triệu bao hồ sơ và em còn bớt thêm. Bên cạnh Eco thì còn có 7 chỗ ngồi số tự động, đó chính là Kia Carens nhé. Kia Carens số tự động đời 2013. Lên đèn pha bi cầu đầy đủ cho em rồi, em đang bán là 368 triệu. 368 triệu cho chiếc xe Kia Carens nhé. Số tự động đẹp, 7 chỗ ngồi gầm cao. Và bên cạnh 7 chỗ ngồi gầm cao nữa thì em cũng còn có Captiva này, một chiếc xe máy xăng. Đăng ký 7 chỗ ngồi tao cao to hầm hố đây. Một chiếc xe Captiva đời 2010, động cơ trang bị 2.4, máy xăng, 7 chỗ ngồi, biển thủ đô Hà Nội. Em đang bán chiếc Captiva này với giá là 255 triệu ạ. 255 triệu cho chiếc xe Captiva số tự động đẹp đây. Màn hình Android đầy đủ cho em rồi, có Captiva đây ạ. Và đây em còn có Aveo nhá, sau một dàn những dòng xe như Chevrolet Cruze thì em còn có cả Chevrolet Aveo ạ. Chevrolet Aveo đời 2015 với động cơ trang bị 1.5, xe đăng ký 5 chỗ ngồi, nước sơn màu vàng cát và em đang bán là 225 triệu. 225 triệu cho Chevrolet Aveo đây ạ, máy 1.5 đời 2015. Nội ngoại thất máy số của Aveo thì đều ngon nhá, đời cao mà giá khá là hợp lý luôn. 2015 nhưng giá chỉ có 225 triệu thôi cho chiếc xe Aveo của em Hương ạ. Chào bác Long Giang, chào bác Cường Vũ này, chào bác Hứa Tuấn, chào bác Tấn Lực. Các bác nhà mình ơi, tham gia livestream đẩy view giúp em nào. Rất là nhiều mẫu xe luôn. La City CDX thì em còn có thêm cả một chiếc đời 2010 này. CDX đời 2010, lần đầu tiên đăng ký lăn bánh là 2011 và em đang chào bán với giá là 255 triệu. Nhập Hàn nguyên chiếc, số tự động, máy 1.6 này, có La City CDX. Có La City CDX ạ. Màn hình Android cảm ứng đề lỗ thông minh, vô lăng tích hợp phím bấm, sấy sưởi ghế đầy đủ cho em rồi. Nội ngoại thất đều ngon ạ. Nội ngoại thất đều ngon. Bác nào quan tâm thì ủng hộ em Hương nào. Có CDX nhá, 255 triệu bao hồ sơ và em còn bớt thêm cho các bác nhà mình. Bao hồ sơ và em còn bớt thêm nhá. Bớt lộc lá nhiều khi các bác xem xe, miễn ship vận chuyển cho các bác nhà mình luôn. World Cup nhiều, đúng rồi bánh trai Trương Nguyễn nhá. World Cup thì em Hưng rất là nhiều xe đẹp luôn. Từ đêm ngày hôm qua là thợ nhà em đi khắp các tỉnh rồi, đi khắp các tỉnh mua xe, nhập xe về cho các bác nhà mình đây, rất là nhiều luôn ạ. Chào bác Phạm Hồng Ngọc này, chào bác Hoàng Phú Hồng này, chào anh Lê Quế, chào bác Lê Quế này. Vừa rồi thì lên rất là nhiều bán những dòng xe 5 chỗ, 7 chỗ, bây giờ em sẽ lên bán tải nhá.
Một chiếc xe bán tải Corona đời 2017 bản nhập với động cơ trang bị 2.8 này. Bán tải Corona số tự động em đang bán là 568 triệu. 568 triệu cho chiếc xe bán tải 2 cầu, máy dầu, 2 cầu điện, số tự động đẹp. 568 triệu ạ. Full option hiện đại nhá, hỗ trợ trơn trượt, đổ đèo đầy đủ cho em này. Cảnh báo va chạm phía trước, nhớ ga tự động cruise control. Điều hòa tự động, căn chỉnh làn đường, khóa cầu V-Sai đầy đủ cho em ạ. Có cả bộ cam 360, các bạn yên tâm nhé, nhìn tất cả những góc khuất dễ nhất có thể luôn. 568 triệu 2017, máy dầu nhé. Và đây em còn có cờ rui này, Chevrolet cờ rui một chủ, máy zin đời 2013, biển 89 Hưng Yên. Và em đang bán chiếc cờ rui này với giá là 275 triệu. 275 triệu cho chiếc xe Chevrolet cờ rui 2017 đây, 2013 các bác nhé. Máy số zin một chủ sử dụng đây ạ. Xe đẹp, giá hợp lý, ok, cảm ơn bác Long Giang. Các bác tham gia livestream kết nối trực tiếp qua Zalo cho em qua số hotline 0354602790. Em lấy hướng hỗ trợ và tư vấn thêm. Đây, cờ đuôi em có từ 2011 cho đến 2016 này. Chiếc này là biển Hưng Yên các bác nhé. Và em đang bán là 275 triệu. 275 triệu bao hồ sơ và còn bớt thêm. Đầu đài màn hình có màn hình bé rồi. Bác nào mà thích chiếc xe này mà thấy màn hình hơi bé, em bao màn hình to cho các bác luôn. Bao màn hình to luôn ạ. Chào anh Giai Tiến Đạt, chào anh Lê Lục Quang nhé. Rất là nhiều mẫu xe luôn. Innova thì có từ đời 2008 cho đến đời 2019, cao ngất luôn. Innova 2013, số sàn xe đăng ký 8 chỗ ngồi, động cơ trang bị 2.0. Và em đang bán chiếc xe Innova 8 chỗ ngồi này với giá là 365 triệu ạ. 365 triệu cho chiếc xe Innova đời 2013, máy 2.0 nhé. Máy 2.0 có Innova 2013 đây. Nội ngoại thất đều đẹp, biển 12 nhé. Em này gốc là biển 12. Hồ sơ cầm tay cho các bác nhà mình có Innova. Chào anh Trung Kiên, chào anh Đường Nguyễn này, chào anh Đỗ Quang Huy. Và bên đây em còn có một chiếc xe nhập Nhật nguyên chiếc nhé. Nhập Nhật nguyên chiếc Toyota Jack 4 đời 2008, số tự động đẹp. Máy em này là 2.3 nhưng mà máy turbo nhé. 399 triệu cho chiếc xe Toyota Jack 4 2008 đây. Dòng xe 5 chỗ ngồi cộng 2, 7 chỗ ngồi đây ạ. Em đang bán là 399 triệu. Sơn zin, nội thất zin, máy số zin. Dù là đời 2008 nhưng mà giữ được zin toàn tập cho em ạ. Táp ly, táp lô các bác nhìn này, không có một cái vết xước nào luôn. Rất là đẹp. Keo chỉ này, kính này, máy đều giữ được nguyên bản cho em. Màn hình zin, thêm một cái màn hình cảm ứng của em, thêm một cái màn hình cam hành trình rất là to luôn. 399 triệu cho đời 2008, Jack 4 nhập Nhật ạ. Bên cạnh Toyota, Jack 4 là một chiếc xe 5 chỗ ngồi gầm cao, EcoSport. EcoSport số tự động đời 2016 nhé. Nhưng mà giá hợp lý hơn nhé. 439 triệu ạ. 439 triệu cho chiếc xe EcoSport máy 1.5. Đời 2016, nước sơn màu trắng đẹp. Dòng xe SUV 5 chỗ ngồi gầm cao đây, máy 1.5 đây ạ. Xin nhan trên gương, 8 túi khí an toàn, phím mở một trạm thông minh. Và em đang bán chiếc Eco này với giá là 439 triệu. Nếu như tầm tài chính có trên 400, các bác quan tâm về Tucson thì các bác có thể mua được đời 2010, đăng ký 2011. Thích đời cao hơn, gầm cao thì các bác có thể mua được 2016 Eco nhé. Em có rất là nhiều sự lựa chọn cho các bác nhà mình. Với tầm tài chính như vậy, các bác có thể mua được rất là nhiều xe. Chào anh Giai Trần Dũng, chào bác Giang Trường này, chào bác Hoàng Trần Phong này. Đẩy view, đẩy nai mạnh mẽ lên cho em ạ. Rất là nhiều mẫu xe luôn. Từ 5 chỗ, 2 chỗ, 7 chỗ cho đến 8 chỗ em đều có nhé. Trên 100 đầu xe phục vụ bà con nhà mình. Rồi là chưa rồi, nhưng khách hàng đến xem xe trực tiếp tại chợ rất là nhiều luôn. Bên đây thì em còn có thêm một chiếc xe độ lên form dáng của Ferrari. Một chiếc xe Hyundai Genesis. Hyundai Genesis đời 2010, số tự động, máy turbo. Lên Fabi cầu, giải đèn led này. Quanh xe được là xe độ hết rồi. Dòng xe phân khúc thể thao, hai cánh cửa này, gương kính không viền. Và em đang bán chiếc xe Genesis này với giá là 495 triệu. Hơn 400 triệu nhưng nhìn không khác gì xe vài tỷ đúng không ạ? Nhìn không khác gì Ferrari. Vì em nó độ lên form dáng của Ferrari nhá. Xin nhan trên gương,
Bên trong thì là một bộ dàn ghế da hơ mệt hỗ trợ gảy số thể thao trên vô lăng, số tự động đẹp, đề lổ thông minh, điều hòa tự động này, cửa sổ trời này, cánh gió thể thao, gầm thấp lốp to, gầm thấp lốp to, nhiều option hiện đại, có Ferrari, Hyundai Galaxy độ lên form dáng của Ferrari ạ. Đẩy view lên cho em nào các bác ơi. Anh Nguyễn Văn Hùng ơi, Banh Nhật Nguyễn ơi, chia sẻ cho em Lê Hương các đây các trang cá nhân mọi nhóm giúp em nhé. Bên đây thì em còn có 7 chỗ ngồi nhưng giá cả hợp lý hơn này. Captiva đăng ký 7 chỗ ngồi máy xăng đời 2009 với nước sơn màu đen, biển 89 đây. Em đang bán chiếc Captiva đầy đủ này với giá là 228 triệu. Lên Fabi cầu nước sơn màu đen đẹp 7 chỗ ngồi số sàn. Xin nhan trên gương ạ. 228 triệu cho chiếc xe Captiva. Em này thì còn lên cả màn hình nhá. Màn hình giải trí này. Ghế da là có thể hạ hết cỡ dưới kia, rất là rộng dài luôn. 7 chỗ ngồi, hỗ trợ chân trượt, điều hòa auto đầy đủ cho em rồi. 7 chỗ ngồi, số tự động không thể bỏ qua Captiva. Cảnh báo khi mở cửa là có đèn luôn nhá. 228 triệu cho chiếc xe 7 chỗ ngồi số tự động đây. Chào anh Dương Xuân Diễn này, chào anh Đặng Hiệp này, chào anh Sơn Tuấn, chào anh Phạm Thái Phong. Y10 em có rất là nhiều và em còn có thêm 2 chiếc xe Y30 nhé. 2 chiếc xe Y30 đều là nhập hàng nguyên chiếc và số tự động này. Y30 số tự động bản CW. C30 này, đèn pha bi cầu biển 15 Hải Phòng. Anh Phạm Thái Phong ơi, rất là tiếc khi mà bây giờ không làm trả góp được anh nhé. Ngân hàng đang dừng làm trả góp dòng xe cũ rồi. Chắc phải qua Tết mới làm góp được anh ơi. Bên em thì nhiều xe lắm anh ạ, giá chỉ từ 98 triệu thôi. Anh có thể cân đối một chút so với tài chính của mình để mua một chiếc xe phục vụ gia đình nhà mình cho nó đỡ mệt nhé. Trả góp mình phải mua mất 3 phí bảo hiểm này. Trả góp hàng tháng cũng khá là mệt đấy ạ. Nhưng là mình sẽ chọn làm sao chiếc xe phù hợp nhất với nhà mình. Em có xe chỉ từ 98 triệu thôi là đã có xe đi rồi. Những dòng xe trên 100 triệu em cũng có rất là nhiều nhé. Còn đây là một chiếc xe 5 chỗ ngồi, số tự động, phiên bản hatchback nhưng form dáng dài rộng. Nhập hàn nguyên chiếc, một chiếc xe Y30 bản CW, lên điều hòa auto, chìa khóa thông minh nhá. Và em đang bán chiếc xe Y30 này với giá nè. 315 triệu, 315 triệu cho chiếc xe Y30 số tự động đây, nước sơn màu đỏ đẹp ạ. Chào anh Giai Bạch Kiên, các bác nhà mình ơi, tham gia livestream đẩy view cho em nào. Ở đây em còn có cả Eco Sport 5 chỗ ngồi gầm cao biển 88 Vĩnh Phúc nhé. Biển 88 Vĩnh Phúc có Eco Sport này. Đời 2016 máy 1.5, số tự động bản lắp ráp trong nước 445 triệu biển 88 ạ. Biển 88 Vĩnh Phúc có 5 chỗ ngồi gầm cao đây. Em này còn được bác chủ lên pha bi cầu nhé. Nên pha bi cầu biển 88 đây. Nước sơn màu trắng xi nhan trên gương. Có cửa sổ trời này. Phím mở một trạm thông minh, gầm cao 5 chỗ chân dài, ghế da zin, máy số zin. Nghe gọi khẩu lệnh trên vô lăng, điều hòa tự động có màn hình rồi. 458 triệu bao hồ sơ và em còn bớt nhé. Chiếc xe này thì em vừa rồi đăng lên 2 tiếng thì anh Giai ở trên Bắc Giang là đã xuống là đã ủng hộ rồi nhé. CDX210 bản đặc biệt, nhớ ga tự động này, ghế múi này, biển 98 lại dừng vào 98 rồi. Biển 98 lại dừng về Bắc Giang rồi các bác ơi. Và bên đây thì em còn có rất là nhiều xe này. Một chiếc xe Y10 form mới đời 2018 bản sedan 2 đầu. Em đang bán chiếc xe Y10 này với giá là 299 triệu cho đời 2018 nhé, form mới. Xi nhan trên hông này, la răng thể thao này. 2018 em đang bán là 299 triệu nước sơn màu bạc. Và mới về thêm cả 2017 màu trắng bản đủ nhé. Đây là bản thiếu, bản tiêu chuẩn ạ. Nhưng cũng lên màn hình rồi. Táp ly, táp lô đẹp, máy số ngon. Lăn đứng ạ. Đẩy view đẩy nay mạnh mẽ lên cho em nào. Y10 299 triệu, đời 2018 form mới, bản tiêu chuẩn ạ. Còn bên đây thì em còn có cờ rui này. Chevrolet cờ rui đời 2011, máy 1.6 phân khúc cỡ C. Và em đang bán là 245 triệu ạ. 245 triệu cho chiếc xe cờ rui. Cờ rui em có 211 màu trắng này, em có màu vàng này, màu đen này. Và còn có rất là nhiều những dòng xe cờ rui đời cao nữa nhé. Các bác nhà mình ơi, đẩy view lên cho em nào. Kết nối trực tiếp qua Zalo 0354602790. Em Lê Hương hỗ trợ và tư vấn này.
98 Bắc Giang cờ đuôi số sàn máy 1.6 em đang bán là 245 triệu. Nước sơn màu đen, nội thất bên trong đây, đầu đài màn hình zin, ghế da màu nâu cao cấp, ghế da này mới thay lại rồi, đồng nhất với táp ni cũng như táp lô của xe này, hai màu cực kỳ sang luôn. Em đang bán là 245 triệu bao hồ sơ và còn bớt ạ. Em ơi, có Ford Ranger XNS 2011 không? Em có ra Ford Ranger nhưng số sàn đây nhá, Ford Ranger số sàn hai cầu máy dầu 265 triệu. Còn bản Ford Ranger XNS số tự động thì em đang tạm hết ạ. Em có đời cao hẳn hơn 2017 và 2018 nhá. Đang về thêm cả quay chắc. Đêm ngày hôm qua là nhận được một bác trên Hà Nội bán quay chắc rồi, lại có cả quay chắc này. Bác nào quan tâm bán tải để lại số điện thoại cho em nào. Anh Bình Huy Đảo ơi, Đào Huy Bình ơi, anh để lại số điện thoại cho em nhá. Em sẽ tư vấn cho anh về bán tải nhá. Em có Coronado này, BT50 này, Chi Tông này, đang về thêm quay chắc này. Có Ford Ranger số sàn hai cầu máy dầu và em đang bán là 265 triệu nhé. Để lại số điện thoại em tư vấn thêm ạ. Chào bác Đoàn Phong nhé, chào bác Trần Nam, chào bác Hưởng này. Bên đây em còn có thêm cả Lancetti CDX nhưng với lớp sơn màu bạc cực kỳ sang luôn. Biển 37 Nghệ An bản nhập này, CDX đời 2010, số tự động, động cơ trang bị 1.6 nhé. Bình thường so với đời 2010 thì không còn giữ được máy zin nữa rồi, nhưng chiếc xe này được bác chủ vẫn giữ được nguyên máy số zin này. Máy số zin cam lùi, cam hành trình, màn hình Android cảm ứng này, đề lỗ thông minh, có đầy đủ cho em rồi. Có cho em một chiếc xe Lancetti CDX đời 2010 đây, 258 triệu, đề lỗ khởi hành, start top, màn hình Android, sấy sưởi ghế, điều hòa ghế hai vùng, có cho em CDX đây. Và nhiều nhất vẫn là cờ đuôi phân khúc cỡ C, xe thì đầm chắc như là cam gì này. Vừa rồi em có lên 2016, 2016 là form mới này. Còn đây là 2011, form cũng rất là đẹp luôn, sang trọng và trẻ trung. Chevrolet cờ đuôi đời 2011 với lớp sơn màu vàng. Em vàng cát nhá, vàng gold đấy ạ. Em đang bán là 245 triệu. Tay nắm cửa thì giữ nguyên bản nhưng mà có lẹp chân kính này, màn hình Android này, vô lăng thì ốp mạ chrome. 2011 số sàn 1.6 cờ đuôi em đang bán là 245 triệu, một dàn lốp dày, biển thủ đô Hà Nội. Các bác nhà mình có về Hà Nội bon chen thoải mái cho em, có cờ đuôi 2011 đây, 245 triệu bao hồ sơ và em còn bớt ạ. Bên cạnh cờ đuôi thì em còn có thêm đây, còn có thêm Vios, Toyota Vios đời 2017 ạ. Toyota Vios đời 2017 số sàn máy trắng zin đét toàn xe luôn. Và em đang bán chiếc xe Vios màu vàng cát này với giá là 383 triệu. 383 triệu cho chiếc xe Vios 2017 màu vàng cát với lớp sơn màu vàng cát đẹp, máy trắng, 4 bánh trang bị phanh ABS, có xi nhan trên gương ạ. 383 triệu cho Toyota Vios 2017 nhé. Chào anh Giai Văn Khương nhá, anh ơi thả tim cho em nào. Rất là nhiều mẫu xe nhá, chào ông già xấu xí ạ. Nhìn rất đẹp da nhưng mà đặt tên hơi xấu một chút ạ. Ok, cảm ơn anh fan cứng của em, anh Văn Khương nhá. Đây như các bác này, Toyota Vios 5 chỗ ngồi, số sàn máy 1.5, máy trắng em đang bán nè. 383 triệu bao hồ sơ và em còn bớt lộc thêm rất là nhiều luôn ạ. Chào anh Nguyễn Thanh Lam này, bán tải thì em có nhiều nhá. Màu trắng Ngọc Trinh thì em có hai chiếc bán tải, một là BT50, hai là số sàn có Orlando. Chevrolet Orlando bản nhập khẩu, số sàn động cơ trang bị 2.2 và em đang chào bán em là 2.5. Đời 2018 Orlando cắt luôn trên livestream ngày hôm nay 455 triệu. 455 triệu có Orlando lên màn hình Android này. Dòng xe quá là đẹp luôn. Các bác nhìn này, dán hết phim chống ồn, cách nhiệt, nhìn chống nhìn trộm đầy đủ cho em rồi ạ. Muốn mua xe, muốn mua 300 lên xe gì shop nhỉ? Anh Nguyễn Đăng Tiến ơi, 301 là anh có thể mua i30 số tự động này, 315 triệu thì còn 300 đi, chốt nếu mà chốt là 300 đi, anh Tiến để lại số điện thoại cho em này. Cờ đuôi 333, 35 triệu, 301 là cũng vào việc đi, cắt lỗ luôn. Và mới về thêm Accent số tự động 211, 345 triệu, anh cứ để lại số điện thoại em tư vấn này. Còn có cả Ford Fiesta màu đỏ đẹp, giá chỉ có 285 triệu thôi. 300 triệu là một cái tài chính khá là lớn nên mình có nhiều quyền lựa chọn lắm anh ơi. Để lại số điện thoại, cùng em xem hết video ngày hôm nay em tư vấn thêm cho anh nhé. Với 300 triệu tài chính mình mua rất là nhiều.
98 triệu người ta còn có xe ô tô đi thì 300 triệu mình có nhiều sự lựa chọn cao cấp hơn một chút. Bán tải Coronado màu trắng thì em đang bán là 455 triệu cắt lỗ này. Và bán tải Chi Tông thì em có 2016 máy dầu một cầu cũng là số tự động nhé. Số tự động thì em đang bán Chi Tông là 469 triệu. Cho chiếc xe bán tải Chi Tông máy cầu, máy dầu một cầu, lên thùng cao, lên đề lỗ thông minh, lên cả màn hình giải trí rồi. Có bán tải Chi Tông này. Bên cạnh Chi Tông là một chiếc xe 5 chỗ ngồi gầm cao, nhưng đặc biệt là em này là số sàn nhé. Lộc lá ít cũng được, bình xăng nhỉ. Ok, lộc lá phải nhiều chứ anh. Đến xem xe có quà mang về, có xăng đổ đầy bình, có hồ sơ cầm tay và vẫn có quà mang về. Thứ nhất là mâm cơm mình mua được xe ô tô mới này. Thứ hai là cũng phải cho bà xã nhà mình một chút gì đấy đúng không anh? Để bà xã nhà mình có thể vui vẻ hơn khi mà mình mua xe, mua vợ hai nhé. Kết cô vợ hai nào cứ alo cho em ạ. Alo cho em qua số hotline 0354602790. Em tư vấn vợ hai cho các bác nhà mình nhé. Rất là nhiều xe đẹp luôn. Lộc lá đối với em hôm nó quá là bình thường ạ. Để lấy may cho các bác nhà mình, giá nào em cũng bán luôn. Eco Sport 2015, số sàn cực kỳ hiếm luôn. Bình thường thì em chỉ có số tự động thôi, nhưng ngày hôm nay em có số sàn đây. Bản là 1.5, 7 túi khí, 2 phanh ABS, xe 5 chỗ ngồi gầm cao, biển 20. Các bác nhà mình có đi dịch vụ em này thì quá là sang luôn. Bình thường người ta chỉ chọn là dịch vụ là Y10 thôi. Nhưng Eco này máy 1.5 đi dịch vụ thoải mái nhá. Tiết kiệm nhiên liệu, gầm cao 5 chỗ này. Dòng xe Ford bây giờ đồ nghề rất là rẻ này, cũng như là nó rất là lành. Bán tải cũng lành mà những dòng Ford gia đình cũng rất là lành luôn, không sợ bị hỏng vặt đâu ạ. Nội ngoại thất đẹp, máy số ngon, dài rộng, khoang hành lý cũng dài rộng luôn. Các bác có đi chở khách, đi gia đình về quê có mà để đồ miên man luôn ạ. Chào anh Nguyễn Thương này, chào anh Công Nguyễn này, rất là nhiều mẫu xe nhé. CDX biển thủ đô Hà Nội cũng mới về thêm đây. Lức sơn màu đen, cam lùi và bốn mắt cảm biến va chạm đầy đủ cho em rồi. CDX, à em này là Lacetti SE nhưng độ lên form dáng của CDX nhé. Lacetti SE nhưng độ lên form dáng của CDX. Em này thì chưa đến 200 triệu ạ. Cho anh xem Vios. Ok anh Nguyễn Bình giữ máy giúp em nào. Vios có Vios luôn. Lacetti SE độ lên form dáng của CDX, giá chỉ có 199 triệu thôi. Nếu như Vios tầm tài chính của anh có trên 300 thì giữ máy giúp em. Còn nếu như tầm tài chính có trên 100 thì đi xem luôn Vios đi. Vios bản limo, động cơ trang bị 1.3. Em đang bán chiếc xe Vios này với giá là 168 triệu ạ. 168 triệu cho chiếc xe Vios đời 2010. Các bác không nghe nhầm đâu nhá. Đời 2010 có Vios 168 triệu lướt sơn màu đen. Anh ra anh Nguyễn Bình để lại số điện thoại em tư vấn cho anh nào. Sơn si sạch sẽ, máy số ngon, xe không lỗi nhá. 168 triệu bản sedan hai đầu. Bình thường bản mà hơn 100 triệu các bác nghĩ là mua xe tập lái hay là những dòng xe ngắn đúng không ạ? Nhưng đây nhá, Vios nhá, Toyota luôn. Mà giá chỉ có 168 triệu thôi ạ. Và giữ máy em còn thêm rất là nhiều xe. Lacetti CDX biển 20, nước sơn màu đen đẹp, số tự động em đang bán là 240 triệu. Động cơ trang bị 1.6 đời 2009 này. Dòng xe phân khúc cỡ xe, số tự động đẹp, nhập Hàn. Có cửa sổ trời, điều hòa tự động, sấy sưởi ghế hai vùng. 240 triệu cho chiếc xe CDX đây. Bác nào quan tâm thì để lại số điện thoại em tư vấn nhé. Có Lacetti CDX này, la răng 5 chấu thể thao dạng phay. Em này thì đầu đài nguyên bản theo xe, chưa lên màn hình, bao màn hình luôn. 240 triệu bao màn hình, bao hồ sơ. Sấy sưởi ghế, điều hòa auto, cửa sổ trời đầy đủ cho em ạ. Có CDX này. Chào anh Đức Hòa này. Chào một bác tiếng Trung không biết đọc tên như nào luôn. Chào anh Nguyễn Xuân Thắng này. Rất là nhiều mẫu xe nhé. Bên đây thì còn có Y10 quốc dân. Y10 quốc dân với lớp sơn màu trắng đẹp, bản sedan hai đầu, một chủ nhé. Bình thường mua xe cũ các bác lăn tăn về chủ, thích mua một chủ, em có một chủ luôn. Y10 lướt sơn màu trắng đẹp, một chủ biển 37, không khoan nhé, xe gia đình. Em đang bán là 295 triệu cho đời 2016. Nước sơn màu trắng đẹp, xi nhan trên gương. Bản đủ, có đầy đủ phanh ABS này, tối khí an toàn. Phím mở một trạm thông minh. Phía sau xe còn có cả cảm biến va chạm đầy đủ nhé. Nội thất bên trong trần vẫn là trần nỉ zin, giữ nguyên bản không bị mất trần. Ghế cũng ghế nguyên bản không bị mất ghế luôn. Xe này thì không mất một cái gì rồi. 295 triệu cho đời 2016. Không khoan đục, một chủ này, nên đề nổ thông minh rồi. Nước sơn màu trắng này, cực kỳ đẹp luôn ạ.
Y 10 em có một đầu, có cả hai đầu đầy đủ cho em ạ. Y 10 một đầu đây, em quay rõ biển số để các bác nhà mình có thể tham khảo nhé. Có Y 10 hai đầu, màu trắng, một chủ xe gia đình luôn, 295 triệu bao hồ sơ. Và em còn bớt thêm 4 máy nhé. Em này 4 máy, máy 1.2. Và đặc biệt nhất ngày hôm nay thì em về sau bao nhiêu ngày vắng bóng thì có X-Bander này. Innova em có rất là nhiều số sàn, nhưng X-Bander sau 6 tháng vắng bóng thì hôm nay mới có nhé. X-Bander một chủ số tự động đẹp, zin cả xe luôn, chạy chuẩn 5,5 vạn. X-Bander số tự động đời 2019 đây. Máy 1.5 Eco tiết kiệm nhiên liệu ạ. Form dáng về hình thức của X-Bander thì quá là đẹp. Bây giờ chạy dịch vụ X-Bander cũng đều đẹp luôn nhá. Khách mà có thuê họ cũng thích thuê xe đẹp hơn các bác ạ. 7 chỗ ngồi số tự động này, zin đẹp toàn xe, điều hòa 3 vùng độc lập này. Vô lăng tích hợp phím bấm nghe gọi khẩu lệnh. Đề lộ khởi hành start top, màn hình Android cỡ lớn này, máy 1.5 Eco tiết kiệm hỗ trợ trơn trượt cho em. Có X-Bander ạ. Địa chỉ bên em ạ. Địa chỉ bên em là 51 Thanh Xá, Liên Hồng, thành phố Hải Dương. Em nằm ngay mặt đường 62m chân cầu Lộ Cương nhé. Anh ơi kết nối qua Zalo cho em, số hotline em ghi ở dưới đây, 0354602790. Em tư vấn cũng như là gửi cho anh hình ảnh video, hình ảnh địa chỉ nhé. Địa chỉ bên em ạ, mặt đường 62m chân cầu Lộ Cương, 51 Thanh Xá, Liên Hồng, thành phố Hải Dương ạ. 7 chỗ ngồi có X-Bander tự động này. Và còn có cả 7 chỗ ngồi Innova quốc dân này. Innova biển thủ đô Hà Nội với nước sơn màu à, này gọi là màu gì nhỉ? Màu bạc ạ. Innova đời 2008 em đang bán là 263 triệu. Đời 2008 nhá. Hôm trước có 207 thì về cái là chốt rồi. 207 dừng về Phú Thọ rồi. Hôm nay em về thêm 208 này. Tapni Gapo các bác nhìn này. Rất là đẹp luôn. Anh Phong Trần ơi, để lại số điện thoại cho em nhá. Em sẽ tư vấn cho anh về địa chỉ này và mẫu xe mà mình quan tâm. Để lại số điện thoại thì em sẽ có thể gửi hết tất cả các hình ảnh video chi tiết nhất về xe các bác quan tâm nhé. Innova 2008 số sàn em đang bán là 263 triệu biển thủ đô Hà Nội. Máy số ngon, xe gia đình này. Và bên cạnh những dòng xe 7 chỗ ngồi, gầm cao, giá hơi đắt tiền tầm 200-300 thì em còn có thêm một chiếc xe cũng là 7 chỗ ngồi nhé, đến từ thương hiệu Mitsubishi. Một chiếc xe đến từ biển Hải Dương. Một chiếc xe Jolly. Jolly số sàn đời 2018 đây, à đời 2005 đây, em đang bán là 148 triệu. 148 triệu là các bác có thể sở hữu cho mình một chiếc xe Jolly gầm cao, 7 chỗ ngồi số sàn đây. Điều hòa mát lạnh độc lập cho em, trần nỉ zin, ghế cũng là ghế lỉ nhá. Mặc dù là ghế lỉ nhưng không hề bẩn một chút nào, không hề ố một chút nào, vẫn giữ nguyên bản sạch sẽ cho em. Riêng hai ghế đằng trước được bác tài yêu ái hơn, ngồi nhiều cho thêm hai cái hạt massage này. Jolly 148 triệu đời 2005. Xe máy cũng y như Innova luôn. 2.0 các bác nhé. Có Toyota, có Mitsubishi Jolly này. Cao to hầm hố luôn ạ. Và bên đây thì em còn có Y10 quốc dân này. Y10 nước sơn màu đỏ, xe đăng ký 5 chỗ ngồi, được sản xuất vào năm em Y10 này bán thôi à. Y10 này chốt rồi, à đúng rồi, Y10 này chốt rồi. Có Y10 này. À đâu, nhầm rồi. Y10 đời 2015 các bác nhá. Y10 màu đỏ đời 2015. Lẹp chân kính này, ốp mạ chrome lẹp chân kính rồi, máy số ngon. Dòng xe quốc dân em đang bán là 215 triệu cho chiếc xe Y10 đời 2015 đây ạ. Các bác nhà mình ơi, tham gia thì livestream mình đẩy view giúp em nào. Em còn có cả Y20 này. Y20 số tự động đời 2015, máy 1.5 nhập Hàn nguyên chiếc, lên pha bi cầu, zin đét toàn xe luôn. Em đang bán chiếc xe Y20 này với giá là 418 triệu biển 99 này. Nên đèn pha bi cầu rồi. Phím mở một trạm thông minh, Y20 số tự động bản nhập Hàn nguyên chiếc này. Nội thất bên trong đây, màn hình đầu đài to đùng luôn. Màn hình là màn hình cảm ứng xịn nhá. Vô lăng tích hợp các phím bấm này, túi khí an toàn, xi nhan trên gương, một dàn lốp Michelin. Y20 em Hương đang bán là 418 triệu này. Y10 em đang bán là 215 triệu cho đời 2015. Và bên đây thì em còn có thêm cả Ford Fiesta đây. Với cái tầm tiền chưa tới 300 triệu em có Ford Fiesta số tự động nước sơn màu đỏ đẹp, 285 triệu đời 2011, máy 1.6 nhé. Ford Fiesta số tự động đây, máy 1.6 em đang bán là
285 triệu bao hồ sơ và em còn bớt thêm này. Biển 99 nhá, biển 99 nước sơn màu đỏ đẹp có Ford Fiesta. Đăng ký 5 chỗ ngồi. Màn hình có rồi, máy số có Ford đi cực kỳ bền và lành luôn. Có Ford Fiesta màu đỏ đây. Bác nào hợp màu đỏ thích dòng xe dưới 300 triệu số tự động thì em có Ford Fiesta. Còn nhô 300 triệu một chút, 5 chỗ ngồi, số tự động biển Hà Nội thì em có Kia Morning này. Kia Morning số tự động biển thủ đô Hà Nội đây, em đang bán là 239 triệu. Morning bản SNX đời 2010, đăng ký lăn bánh lần đầu là 2011 nhé. Sấy sưởi ghế này, điều hòa tự động này, củ số rích rắc, bản nhập đầy đủ cho em ạ. Em đang bán là 238 triệu bao hồ sơ. Innova thì có form mới 2016 và có cả form mới của 2015 nhé. Innova 2015 thì em đang bán là 388 triệu. 388 triệu Innova biển Hải Phòng đời 2015 đây. Xe đăng ký 8 chỗ ngồi, nội ngoại thất đẹp, máy số ngon, có Innova đây. Và bên đây thì em còn có Morning tự động nhé. Kia Morning tự động màu trắng có này, màu đỏ có này. Kia Morning biển 15 Hải Phòng với nước sơn màu trắng đẹp đời 2010. Đăng ký lăn bánh lần đầu là 2011. Và em đang bán với giá là 238 triệu. Màu đỏ và màu trắng là bằng tiền nhau nhé. Đều là nhập khẩu này. Các bác hợp với phong thủy màu nào thì có thể chốt màu đấy cho em ạ. Sấy sưởi ghế, màn hình Android, điều hòa tự động 238 triệu, dòng xe quốc dân gia đình. Có Innova, có Kia Morning đây. Màu đỏ có này, màu trắng có này. Và em còn có cả Hyundai Avante, một dòng xe dành riêng cho thị trường Việt Nam. Hyundai Avante số tự động đời 2012, có đầy đủ cửa sổ trời này, điều hòa auto. Và em đang bán với giá là 355 triệu. 355 triệu có Hyundai Avante đời 2012 nhé. Bác nào quan tâm về Avante em có này. i30 thì em vừa có màu đỏ vừa có màu bạc. Màu đỏ là 315 triệu bản CW. Còn màu bạc thì chưa tới 300 các bác này. Biển thủ đô Hà Nội lên pha bi cầu. Em đang bán chiếc xe i30 này với giá là 289 triệu cho đời 2008 nhé. Đời 2008, điều hòa auto, ghế da zin, màn hình Android cảm ứng này, 289 triệu ạ. Chào anh Giai Hoàn Quàng, chào bác Phạm Văn Sơ, chào bác Trần Giang, chào bác Jumi Quyên này. Các bác nhà mình tham gia livestream để lại số điện thoại em tư vấn hỗ trợ nhé. Và cuối buổi live ngày hôm nay thì em sẽ lên cho các bác nhà mình một chiếc xe Chevrolet Cruze, nhưng điều đặc biệt là số tự động nhé. Cruze số tự động biển thủ đô Hà Nội với lớp sơn màu đỏ đẹp, máy số zin đét luôn. Và em đang bán chiếc cờ đuôi với một dàn lốp mít la răng đa chấu này với giá là 385 triệu. 385 triệu cờ đuôi đời 2017 số tự động. Đèn pha auto, điều hòa tự động luôn. Màn hình nhỏ thôi nhưng mà nghe nhạc giải trí vô tư. Có cửa sổ trời trần da 6D. Chevrolet cờ đuôi số tự động biển thủ đô Hà Nội em đang bán là 385 triệu. Bao hồ sơ và em còn bớt thêm. Máy 1.6 nhá, đầy đủ combo cam lùi, cam hành trình, màn hình, đèn pha tự động này, có cả giải đèn nét đầy đủ cho em ạ. Rất là nhiều mẫu xe các bác nhá, vừa rồi thì em Lê Hương đã lên sóng và báo giá rất là nhiều mẫu xe. Còn có cả Vios đời 2016 màu đen mới về này, còn có cả Accent, Accent 2016 cũng mới về thêm, Accent 2011 ạ. Vừa rồi thì em Lê Hương đã lên sóng cũng như là báo giá rất là nhiều những mẫu xe đang được chào bán bên em. Chào anh Sơn Dương này. Và em cũng xin phép được dừng buổi live ngày hôm nay ở đây. Rất là nhiều mẫu xe mới về. Accent số tự động đời 2011 này. Innova 2016 form mới này. Kia Morning này. Toyota Vios 2016 số sàn xe gia đình. Hyundai i10 Innova về rất là nhiều. Cảm ơn các bác nhà mình đã dành chút thời gian buổi trưa để xem hết buổi báo giá trực tiếp của em Lê Hương ô tô Hải Dương nhé. 11:30 ngày mai thì em Hương sẽ lại lên sóng báo giá rất là nhiều những mẫu xe mới đang được chào bán bên em. Bác nào đang quan tâm và cần tìm mẫu xe gia đình, giá chỉ từ 98 triệu, dòng xe 5 chỗ ngồi gia đình là các bác có thể mua được xe bên em Hương rồi. 7 chỗ ngồi em có Orlando, Innova, Xpander, Kia Carens và có cả rất là nhiều những mẫu xe khác như Captiva nhé. Số hotline của em Lê Hương là 0354602790. Địa chỉ trực tiếp bên em bày bán hơn 100 mẫu xe. Địa chỉ 51 Thanh Xá Liên Hồng, thành phố Hải Dương. Còn bây giờ em xin phép được dừng livestream ở đây ạ. Cảm ơn tất cả các bác nhà mình đã quan tâm và ủng hộ.
Xin chào và hẹn gặp lại các bác vào ngày mai nhé. Bác nào chưa đăng ký kênh thì có thể cho em Hương xin những đăng ký kênh mới, và đừng tiếc những lượt like, những lượt chia sẻ mới cho em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.